Sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, 75 năm ngày truyền thống xây dựng lực lượng Công an Nhân dân, 11 tháng 3 năm 1948, 11 tháng 3 năm 2023, và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành, đoàn thể Trung ương. Trong chặng đường 75 năm qua, lực lượng Công an Nhân dân cơ bản đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, giá trị và tổ chức học tập thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy. Qua đó đã không ngừng trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt, thể hiện được phẩm chất anh hùng, bản lĩnh kiên cường, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân. Lực lượng Công an Nhân dân không quản ngại khó khăn gian khổ, lập nên nhiều chiến công hiển hách, khẳng định được vị thế, vai trò là nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đóng góp rất quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước. Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho lực lượng xây dựng lực lượng Công an Nhân dân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao thưởng cho 75 tấm gương tiêu biểu đại diện cho hàng ngàn, hàng vạn cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân luôn khắc ghi lời Bác dạy, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công của lực lượng Công an Nhân dân trong suốt 75 năm học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Chúc mừng các thế hệ cán bộ chiến sĩ làm công tác xây dựng lực lượng Công an Nhân dân đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và 75 gương điển hình tiên tiến trong việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân. Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp và khó lường, đặt ra những yêu cầu mới, nặng nề hơn đối với lực lượng Công an Nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý phải có tầm nhìn mới, tư duy mới, quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, nhất là phải có tâm thế vững vàng để hành động và phát triển. Lực lượng Công an Nhân dân cần phát huy tốt hơn nữa những kết quả đạt được trong những năm qua, tiếp tục đẩy mạnh học tập. Hơn nữa, việc học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, mất cảnh giác. Để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, Tổng Bí thư chỉ rõ, lực lượng Công an Nhân dân cần chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt 3 vấn đề cốt yếu, đó là học tập, quyết tâm thực hiện, làm theo và gương mẫu đi đầu.